hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân, trở về với đời thường, những cán bộ chiến sĩ công an hưu trí ở thành phố Đà Nẵng đang giữ vững phẩm chất người công an cách mạng, luôn khắc ghi và tâm niệm làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Gần 30 năm kể từ ngày thành lập với tiền thân là Câu lạc bộ Công an hưu Quảng Nam Đà Nẵng và bây giờ là Câu lạc bộ Công an hưu thành phố Đà Nẵng đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày một vững chắc. Gần 30 năm kể từ ngày thành lập cho đến nay, Câu lạc bộ Công an hưu thành phố Đà Nẵng được thành lập quy tụ phần lớn số cán bộ chiến sĩ công an về hưu đầy tâm huyết, trách nhiệm với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Dẫu tuổi cao, sức khỏe có phần giảm sút, nhưng khát khao cống hiến và nhiệt huyết cách mạng vẫn chưa khi nào thôi sôi sục trong những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Những ký ức tươi đẹp vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của Đại tá Nguyễn Hòa, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Làm trong cái nhiệm vụ là khi mà là đương chức rồi về hưu thì cũng giữ được cái phẩm chất đạo đức của cái người công an nhân dân. Cái đó là cái quan trọng bậc nhất. Số anh em, cái chính là anh thấy được cái vinh dự và trách nhiệm của mình. Nó là cái ơn nặng nghĩa dài với đảng, với ngành đã tuyển chọn, đã huấn luyện, đã đào tạo mình đến nay hoàn thành nhiệm vụ ở cái đơn vị công tác và trở về nghỉ hưu còn được sức khỏe và đặc biệt đó là còn được anh em tín nhiệm. Luôn ghi nhớ và biết ơn các thế hệ đi trước, người đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh của Câu lạc bộ Công an hưu Công an thành phố ngày hôm nay. Những thành viên của câu lạc bộ vẫn luôn cố gắng từng ngày bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm của người chiến sĩ. Rất nhiều vai trò ở địa phương được các đồng chí công an hưu đảm nhiệm như bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận. Dẫu ở bất cứ vị trí nào, những người công an hưu ấy vẫn thực hiện nhiệm vụ bằng cả trái tim nhiệt huyết. Tấm gương của ông Nguyễn Mạnh Khương, chủ nhiệm câu lạc bộ công an hưu phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu là một điển hình cho tinh thần vì nước, vì dân. Mặc dù là lớn tuổi, rất là lớn tuổi nhưng mà làm việc trong cái công việc của anh năng nổ, còn có khi còn hơn tuổi trẻ rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là anh trước đây thì nói chung ở trong cái ngành ra là cái tính tình của anh làm việc như thế nào là có gì là anh bây giờ anh rất là bờ bẩn, anh làm theo nguyên tắc và bờ bẩn rất là vừa đồng thời hòa đồng, chứ không phải nguyên tắc mà không có hòa đồng, có sự hòa đồng chặt chẽ với người dân mới tín nhiệm được anh. Là không phải riêng chỉ là bản thân tôi nhìn nhận, nhưng mà người dân ở đây thường xuyên đến uống cà phê cũng nói rằng anh Khương là những người rất tốt. Mặc dù số lượng hội viên ban đầu rất hạn chế, chỉ có khoảng 150 đồng chí, nhưng đến nay đã phát triển trên 10 lần. Tiếp nối sự ra đời của Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam ngày 25 tháng 9 năm 2023, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã có quyết định xây dựng ban vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Đà Nẵng gồm 16 thành viên. Đây được xem như một mốc son quan trọng tiếp nối cho sự phát triển của Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố trong tương lai. Cũng mong rằng là các đồng chí tiếp tục phát huy cái truyền thống của câu lạc bộ hưu công an, truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân. Các đồng chí tiếp tục là góp ý để xây dựng lực lượng công an thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh theo nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố để đảm bảo cuộc sống an lành, an ninh của nhân dân thành phố và đóng góp vào xây dựng cái thương hiệu thành phố đáng sống. Giữ gìn quá khứ, nối dài tương lai, Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay quyết tâm củng cố xây dựng tổ chức hội ngày một phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo đúng tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đã đề ra, vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.